Hello, thả tim các anh em tí. Ok, sau một thời gian thì top 10 chai nước hoa này, top 10 chai nước hoa kia, review chai này, review chai kia, bla bla bla. Thì mình nghĩ rằng hôm nay anh em mình sẽ phải đổi khẩu vị một chút để cho nó đỡ nhàm. Chứ nói thật là ăn mãi những cái món đấy thì cũng phát chán. Chúng ta sẽ phải thay đổi khẩu vị một chút trước khi qua lại ăn tiếp. Thì trong cái chủ đề video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến anh em một vài những cái hot trend, một vài những xu hướng đang khá là được thịnh hành trong thế giới mùi hương. Bởi vì thực ra xoay quanh câu chuyện một chai nước hoa, nó không phải là nốt này thì em thấy nốt này, anh thấy nốt kia, em hợp chai này, em hợp chai kia, mà nó còn rất là nhiều những cái câu chuyện xung quanh về chai nước hoa. Và trong cái chủ đề video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến anh em 5 cái hot trend, 5 cái xu thế, xu hướng đang khá là hot trong ngành nước hoa hiện tại. Ok, anh em hãy ngồi thư giãn và xem video của mình thôi. Ok, lên đường. Ok, xu hướng hot đầu tiên đó là vũ trụ mùi hương clone Creed Aventus. Có thể gọi rằng đây là một chủ đề bất tử, không bao giờ hết. Khi mà các anh em bắt đầu sử dụng nước hoa hoặc là tham gia vào các hội nhóm, thì cái chủ đề chai nước hoa nào clone giống mùi Creed Aventus nhất, nó luôn luôn vang vẳng ở trong tai chúng ta. Chưa có một chai nước hoa nào phải nói thật là có nhiều phiên bản clone mùi hương của Creed Aventus. Mặc dù chai nước hoa này có khá là nhiều những lời ra lời vào, chê bai có, khen có, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng nó được rất rất nhiều các nhà nước hoa khác chế tạo những cái mùi hương có cái nét tương đồng, có cái nét copy lại với phiên bản gốc, đó là Creed Aventus. Kể cả là với những cái chai nước hoa có thể gọi bình thường, chúng ta hay được gọi là quốc dân, ví dụ như Blanc de Chanel hoặc Dior Sauvage, cũng không thể nhiều những phiên bản clone bằng Creed Aventus. Do vậy, mình tin rằng sẽ còn lâu về dài những cái vũ trụ mùi hương này nó sẽ còn thêm những cái thành viên mới. Theo như mình áng, nó phải hiện tại đến bây giờ nó rơi vào khoảng tầm 15 hoặc gần 20 chai những cái phiên bản mùi có cái nét giống với sản phẩm của nhà Creed. Và mình tin rằng về lâu về dài, cái vũ trụ này mỗi một năm nó sẽ có thêm 1 đến 2 thành viên mới. Do vậy, cái xu hướng thứ nhất này chúng ta sẽ phải xác định rằng nó sẽ còn rất là hot mà nó sẽ không bao giờ nguội cả. Đó, xu hướng hot đầu tiên, vũ trụ mùi hương clone của Creed Aventus. Xu hướng hot thứ hai, đó là các YouTuber nước ngoài hiện tại đa phần đều có sản phẩm nước hoa của riêng mình. Đa phần thôi chứ không phải là tất cả. Thật ra thì với các anh em nào mới bắt đầu sử dụng nước hoa, hoặc là chúng ta không hay xem YouTuber ở bển, thì cái này nó khá là xa lạ. Nhưng với các anh em nào mà hay xem thì đây không phải là một vấn đề gì quá là mới mẻ. Khởi nguồn của phong trào này thì đó chính là Jeremy Fragrance. Mặc dù anh ta không phải là người đầu tiên, một reviewer có một cái dòng sản phẩm của riêng mình. Trước anh ta thì đã có một vài người rồi. À, một người thì phải, theo như mình biết. Nhưng Jeremy Fragrance là người có thể gọi là gây dựng một phong trào to lớn cho cái việc mà mỗi một ông YouTuber sau một thời gian làm khoảng 1 năm hay 2 năm thì thường đến hiện tại bây giờ thì đa phần là đều có một cái dòng sản phẩm riêng của mình. Ví dụ như mình kể ở đây, sau khi Jeremy ra mắt sản phẩm thì tiếp theo cái phong trào này đó là Redolescence, Big Bird Business, và gần đây đó là Curisan này, và cái gì nữa nhỉ, mình quên tên nhưng mình sẽ để ở đây. Thì hiện tại cả bốn người này đều có những cái sản phẩm nước hoa cho riêng mình hoặc là kết hợp cùng với các hãng khác. Ví dụ như chị YouTuber này thì kết hợp cùng với Fragrance Dubai để ra mắt sản phẩm đấy. Thì có nghĩa rằng cái xu thế này hiện nay đang khá là thịnh hành trong giới YouTuber, và mình cho rằng về lâu về dài, các ông nào mà làm mà ví dụ như kiểu có một cái lượt sắp khoảng rơi khoảng tầm gần 100.000 sắp ấy, thì sẽ có những cái động thái là bắt đầu là kết hợp cùng với một cái hãng nước hoa nào đấy để ra mắt một sản phẩm. Cho nên là các anh em nếu mà thấy mình một ngày nào đấy mình nếu mà mình có tiền ấy, hoặc là mình bắt đầu mình có một cái độ ảnh hưởng, độ influence nó bắt đầu nó lan tỏa khắp Việt Nam rồi, thì biết đâu mình cũng lại có một cái chai nước hoa của YouTuber Việt Nam đấy. Và nếu mà mình có mà cái điều kiện để mình làm ấy, mình khẳng định với anh em là cái chai nước hoa của mình nó sẽ có một vài những cái nốt rất là cơ bản, đó là trà đá là một này, rượu táo mèo đó, và thuốc lào.
đấy, chắc chắn là mình sẽ phải làm sao mà bảo là pha chế cho mình ba cái nốt đấy để mà nó phải tái hiện lại một cái khung cảnh, những cái thân quen của cuộc sống Việt Nam đó. Thì đấy là cái câu chuyện gọi là biết đâu đấy, không ai biết được, biết đâu 1-2 năm nữa mình lại kênh của mình phát triển to lớn lên thì không biết đâu được. Nhưng nói tóm lại, xu hướng thứ hai hiện đại đó là các YouTuber chuyên review nước hoa, họ cũng đã tự sản xuất cho mình một cái dòng sản phẩm riêng của họ. Cái điều này mình nói thật là trước 2019 là một cái điều khá là xa lạ đó. Và Jeremy Fragrance là người là lãnh đạo khởi xướng cái phong trào này đang rất là phát triển đó, xu hướng thứ hai. Xu hướng thứ ba đó là sự trỗi dậy của mùi hương phương Đông. Năm 2002 khi mà Yves Saint Laurent ra mắt chai nước hoa M7, nó có thể gọi là tạo một cái cú hit. Và cho đến bây giờ, để mà chúng ta sở hữu được cái phiên bản vintage của chai M7 này thì cái giá của nó cũng rất là cắt cổ. Thực ra mà nói thì giá trị của M7 đó là nó là cái chai nước hoa đầu tiên sử dụng những cái nốt nguyên liệu đậm chất Trung Đông, ví dụ như là nhang và trầm, hơn là về giá trị mùi hương. Bởi vì cái mùi hương của M7 đến bây giờ ấy, so với cái hot trend sử dụng những cái nốt nguyên liệu Trung Đông ấy, thì nó quá là bình thường, nó không có một cái gì đặc biệt. Thế nhưng cái giá trị lịch sử ở đây là cái quan trọng, bởi vì M7 là chai nước hoa tiên phong sử dụng cái nốt nguyên liệu của Trung Đông. Và cho đến hiện tại thì chúng ta có thể thấy, nhắc đến những cái mùi hương của Trung Đông, chúng ta có thể rất là quen với Amort. Nhà Amort hiện nay đang rất là phát triển. Họ hiện nay, theo như những cái gì mình được biết, thì họ hiện nay đang có những kế hoạch phát triển rất là rộng lớn để mở rộng thương hiệu. Ví dụ như là mở cửa đại diện ở bên Mỹ này, và cái ký kết với những cái công ty nhập từ tận cả với ở bên châu Á, ví dụ như ở Hồng Kông, để mà mở rộng thị phần ra đó. Và cái mà hiện tại mình thấy rằng khi mà nhà Amort họ phát triển, thì cái đánh đổi lại là hình như họ đang có xu hướng là hơi bị thiên về gọi là business, về lợi nhuận. Bởi vì sau gần đây thì mình thấy bắt đầu có rất nhiều những lời kêu ca, những lời oán thán về cái việc reform mùi, ví dụ như là Jubilation, là Rye Rick, Reflection. Đấy là đều là những cái dạng flagship đời đầu của nhà Amort. Khi mới đến nhà Amort thì chúng ta thường hay được nghe đến những cái chai nước hoa đấy. Nhưng hiện tại thì có rất nhiều những ý kiến kêu ca về cái việc hiệu năng của mùi. Thì mình không biết rằng có phải là do hiện tại là nhà Amort đang muốn như kiểu là để ưu tiên hơn về gọi là lợi nhuận, để mà có thể là đổi công thức hay như thế nào đó. Nhưng mà nói gì thì nói, khi mà sở hữu một chai $345 trên web của họ nhá, một chai 100ml $345 mà đổi một cái hiệu năng mùi rất là tệ của Lyric, của Reflection, hai chai đấy là mình đã được trực tiếp mình thẩm, thì phải gọi là mình không khoái cho lắm trong cái việc này. Mặc dù trước kia chúng ta đều biết nhà Amort rất mạnh về hiệu năng của mùi. Nhưng mà nói đi nói lại, chúng ta phải quay lại chủ đề chính, đó là cái xu hướng rất là được chuộng hiện tại là sự trỗi dậy của các chai nước hoa đến từ Trung Đông, mà Amort là một trong những flagship đầu tàu có thể giới thiệu đến mọi người cái hình ảnh của Trung Đông là như thế nào đó. Xu hướng thứ tư đó là cái ranh giới giữa niche và designer hiện tại đang ngày càng mờ nhạt đi, và đôi khi không còn thể phân biệt được đâu là A, đâu là B, mà đôi khi nó hòa bình chung sống cho tất cả. Vào năm 2012 thì trên cái tạp chí Perfume Magazine đã có một cái bài viết, đó là The New Niche. Đại khái cái bài viết đấy là bài ý bài viết đấy là như thế này, có nghĩa là đi phỏng vấn các cái perfume master, ví dụ như Frederick Moore, Jean-Claude Ina, đấy đều là những cây đa cây đề trong ngành pha chế hương liệu. Và có một cái câu hỏi đó là đại khái giống như kiểu bây giờ anh xem đấy, anh xem là niche bây giờ thì nó phổ biến như thế, thì cái định nghĩa và cái khái niệm này có vẫn lên giữ hay là chúng ta nên gọi là mới. Thì nói chung là mỗi bác một cái ý kiến. Ví dụ như ông Frederick Moore thì ông bảo là bây giờ còn gọi niche cái gì nữa. Niche có nghĩa là theo cái khái niệm cũ là thị trường ngách, có nghĩa chỉ phục vụ riêng cho một cái số lượng khách hàng gọi là đặc biệt riêng ra, họ không bán số đông.
mà cái thị trường đấy là họ đi một cái thị trường ngách riêng. Nhưng mà bây giờ thì đi vào đến cái trung tâm plaza nào cũng nhan nhản thì gọi niche làm cái gì, kiểu như thế. Đại khái là bản thân mỗi perfumer cũng đều đang tranh cãi nhau về cái việc nên định nghĩa lại niche là như thế nào. Thì với cái sự phát triển rất là nhanh của các nhà đông ai designer đó, và họ có những cái dòng exclusive với cái chất lượng nguyên liệu, chất lượng mùi hương cũng không phải là kém cạnh so với niche, thì cái ranh giới này đang rất là mong manh. Và mình nghĩ rằng về lâu về dài thì sẽ không còn một cái sự phân định quá là rõ ràng, bởi vì khi mà các nhà đông hoa niche họ coi trọng cái việc lợi nhuận business thì đồng nghĩa rằng cái chất lượng mùi hương sẽ có những cái chai rất là tệ hơn cả designer đó. Thì đấy là cái xu hướng hot thứ tư trong ngành nước hoa này. Và cuối cùng chốt của mình đó là thống lĩnh thị trường của các cái tập đoàn mỹ phẩm. Hiện tại, đến hiện tại bây giờ, như đa phần các nhà nước hoa niche có gọi là nói thế nào nhỉ, họ có số có má, ví dụ Kilian, Le Labo, Frederic Moore, Maison Francis Cajun, MFK, thì tất cả đều đã bị thâu tóm các cái tập đoàn mỹ phẩm. Mà ở đây nổi trội nhất đó là Estée Lauder và LVMH của Louis Vuitton đấy. Tất cả những cái hãng ví dụ như là MFK đã về với LVMH này, hoặc là Le Labo thì đã về với Estée Lauder, thì điều đó đồng nghĩa rằng tất cả những cái hãng nước hoa niche nào mà làm ăn mà có lợi nhuận thì sẽ bị thâu tóm. Và về lâu về dài mình nghĩ rằng các nhà indie, những cái nhà nước hoa độc lập mà cứ có làm ăn vượt ra lợi nhuận ấy, thì mình nghĩ rằng về lâu về dài cũng khó mà tránh được cái xu thế này. Và cái điểm mà mình cảm thấy khá là dở khi mà để thâu tóm quá nhiều đó là sẽ có nhiều chai bị reform mùi hoặc là ngưng sản xuất sớm. Chúng ta đều thắc mắc là có rất nhiều tại sao lại ngưng sản xuất. Thật ra thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng có một trong những nguyên nhân chính đó là khi mà các cái sản phẩm của các hãng mà lợi nhuận đem về lợi nhuận không đủ và mỗi một năm nó còn ra những sản phẩm mới, thì họ sẽ thấy rằng có lẽ là nên khai trừ những cái sản phẩm cũ đi để mà chuẩn bị cho những sản phẩm mới. Nó giống như một cái chiến lược marketing thế thôi. Và điều đó đồng nghĩa rằng cái việc mà ngưng sản xuất hoặc reform mùi để mà giảm thiểu cái chi phí sản xuất là cái việc không thể tránh được. Bởi vì với các hãng tập đoàn mỹ phẩm thì họ ưu tiên là lợi nhuận, còn cái việc sáng tạo mùi thì đấy là một cái câu chuyện khác. Đó, thì đấy là cái xu hướng thứ 5. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ gọi buôn bán với các anh em 5 cái xu hướng mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ dừng lại, nó sẽ vẫn càng ngày chỉ hot lên mà thôi trong ngành nước hoa. Rất hy vọng các anh em có thích món này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.